Thưa quý vị và các bạn, các doanh nghiệp trong ngành cơ khí Việt Nam đang đứng trước sức ép cạnh tranh lớn từ các doanh nghiệp nước ngoài. Để tồn tại và phát triển trong bối cảnh hội nhập, tăng năng lực cạnh tranh là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp. Dù vẫn còn loay hoay với bài toán về vốn, nhân lực, nhưng một số doanh nghiệp đã bắt đầu đẩy mạnh áp dụng công nghệ, kỹ thuật để tìm hướng đi cho mình. Trong 10 năm trở lại đây, thực hiện chương trình đầu tư phát triển cơ khí trọng điểm, ngành cơ khí Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ. Bộ mặt ngành cơ khí đã có những chuyển biến rõ rệt, doanh thu sản phẩm cơ khí tăng đều khoảng 20% một năm. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động áp dụng khoa học công nghệ nên đã làm chủ đầu tư nhiều hạng mục công trình lớn như thủy điện Sơn La, các thiết bị nhà máy xi măng, giàn khoan dầu khí tự nâng 90 mét nước, vân vân. Chúng tôi đi đầu trong lĩnh vực là chế tạo các thiết bị năng lượng phục vụ cho các công trình từ thủy điện Sơn La, Lai Châu, vân vân. Và hiện nay chúng tôi đang ứng dụng một cái công nghệ mới là áp dụng cái thủy điện cột nước thấp để tạo ra được cái một nguồn năng lượng mới cho đất nước, tận dụng lưu lượng của các cái nhà máy thủy điện trước đã phát, trước là theo sông chảy ra biển, nhưng bây giờ mình tận dụng lưu lượng đó để làm ra điện tiếp tục cho đất nước. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam vẫn còn những khó khăn do xuất phát điểm của ngành sau thế giới hàng thế kỷ. Cơ sở vật chất, máy móc công nghệ gia công cơ khí chưa có nhiều sự đầu tư nên còn lạc hậu, dẫn đến nhiều sản phẩm có hàm lượng công nghệ chưa cao. Giá trị gia tăng thấp, các doanh nghiệp cơ khí vẫn chưa có sự liên kết để hình thành chuỗi sản xuất, dẫn đến đầu tư trùng lặp gây lãng phí. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang bùng nổ cũng là thách thức lớn đối với doanh nghiệp cơ khí Việt Nam. Do đó, thời gian này, cộng đồng doanh nghiệp cơ khí Việt Nam bằng trí tuệ và nhiệt huyết nhất thiết phải đoàn kết hợp tác, vượt qua khó khăn để xây dựng ngành cơ khí chế tạo đủ mạnh phát triển đất nước. Trong cơ khí chế tạo, chúng ta đừng có sốt ruột để mà tích lũy trong cái đoạn trước mắt ấy là những cái thành quả của cái công nghiệp mà ví dụ 3.0 mà hiện nay ta vẫn còn rất nhiều thứ chưa làm được, chưa đạt tới. Nếu không ấy là chúng ta phải trả giá. Mà muốn làm cái này đòi hỏi là một cái tầm nhìn, một cái tư duy phát triển nó vượt trội. Theo Hiệp hội Cơ khí Việt Nam, trong năm 2017 và những năm tới, để thúc đẩy sự phát triển của ngành cơ khí, Hiệp hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ về thông tin tuyên truyền, giới thiệu về sản phẩm và năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên, tuyên truyền về sản phẩm và năng lực của doanh nghiệp tại các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế, nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt thông tin, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, từ đó hợp tác sâu hơn cả ở trong nước và thế giới. Chuyên môn hóa sâu, hợp tác hóa rộng có nghĩa là doanh nghiệp nào có đơn hàng thì không phải chỉ một mình làm từ A đến Z, mà phải kết hợp với những doanh nghiệp khác. Họ đã đầu tư những máy móc hiện đại thì họ mới tạo ra được một cái sản phẩm mà thỏa mãn được các yêu cầu chất lượng, giá cả và tiến độ của các đơn hàng. Chỉ bằng con đường chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, đầu tư các dây chuyền thiết bị có trình độ kỹ thuật, công nghệ hiện đại với mức độ tự động hóa cao mới có được ngành cơ khí hiện đại. Việc chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ tài chính cũng sẽ giúp doanh nghiệp ngành này không chỉ có thêm điều kiện tiếp cận công nghệ mới, hiện đại, mà còn có thể chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.